cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ hội Phật đản chung của tiểu bang North Carolina 2019 do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi đang có mặt tại chùa Minh Đức, Greensboro, North Carolina. Xin gửi đến quý vị những hình ảnh lễ hội Phật đản lần thứ 2643, Phật lịch 2563, tổ chức chung cho tiểu bang North Carolina lần thứ tư vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật, ngày 12 tháng 5, 2019. Dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức và các ni sư, kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sanh, vi diệu làm sao một đóa u đàm mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Như vậy, ngày Phật đản sanh là ngày vui lớn cho cả nhân loại nói chung, và đó cũng chính là ngày mà những người con Phật hằng tưởng nhớ để mà tưng bừng rộn ràng làm lễ kỷ niệm đón mừng bậc thánh nhân xuất hiện ở thế gian. Ngày đã mang ý nghĩa của khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, mở đường đi vào nếp sống thánh thiện, từ bi, trí tuệ, để tất cả chúng ta nhận ra được con đường chánh pháp mà Phật đã dạy, hầu mong cho chúng sanh thoát mọi cảnh khổ ở thế gian này. Và đó chính là ngày mà tất cả chúng ta đã là người con Phật trên khắp năm châu đều tổ chức làm lễ kỷ niệm ngài hàng năm. Thiên liên lại trở về với người con Phật trên khắp năm châu, nơi nơi nao nức đón mừng sự kiện trọng đại với tinh thần vô cùng kỹ lạc. Lời đầu tiên, cho phép chúng con xin thay mặt đạo tràng chùa Minh Đức hân hoan dâng lên trọn niềm thành kính cảnh lễ mười phương Phật hiện tiền chư tôn hiền đức tăng ni, thành tâm thiết lễ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ. Giờ này, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, hòa mình trong thánh đức của chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin bắt đầu cho buổi lễ Phật đản lần thứ 2643, dương lịch năm 2019. Đồng nguyện mười phương chư Phật, lịch đại tổ sư, chư tôn đức chứng minh, gia bị cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô hiện tọa đạo tràng, thuyết kinh giáo chủ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào đài SBTN. Hôm nay nhân dịp đại lễ Phật đản chung tại chùa Minh Đức ở Greensboro, thầy xin đại diện toàn thể chư tăng ni để có đôi lời đến với tất cả quý vị Phật tử. Ngày đại lễ chung của Phật giáo, ngày quan trọng nhất đó là ngày mà Đức Phật Bổn Sư đã thị hiện ra trên thế gian này để đem lại niềm hạnh phúc, an vui và bình đẳng cho mọi người trong xã hội. Và suốt cuộc đời của Đức Bổn Sư của chúng ta đã học hỏi và theo tu tập với hành nguyện của ngài là phải với một cái đức từ bi và phải nuôi dưỡng một cái lòng học hỏi về trí tuệ. Cho nên cái ngày Phật đản là ngày rất quan trọng, và vì vậy
chúng ta là những người Phật tử, những người con muốn học theo cái hành nguyện từ bi và trí tuệ của Đức Phật, thì chúng ta phải trang bị cho mình một cái tư tưởng thật là trong lành, để khi mình đến tham dự một buổi lễ mà rất quan trọng đối với hàng tăng ni và Phật tử tín đồ Phật giáo, và nhất là những người cha mẹ đối với con cái, đây cũng là một cái nền văn hóa từ bi và trí tuệ. Chúng ta cần phải có một cái tâm nguyện đưa con cái đến để mà tìm tòi và học hỏi những cái văn hóa tốt đẹp đó. Thế gian này ít có một cái văn hóa nào mà đem lại cái trí tuệ và từ bi mà Đức Bổn Sư đã đem lại cho nhân loại chúng ta. Thì Thầy xin chúc tất cả các tín đồ Phật giáo cũng như tất cả các tín đồ mà chưa phải Phật giáo cũng nên nghiên cứu và tìm tòi để mình duy trì cái văn hóa tốt đẹp này trong cái ngày đại lễ Phật đản, và chúc tất cả đều được sống trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài STVN. Nói về ngày lễ Phật đản, xin chia sẻ với quý vị về hình ảnh của một cậu bé vừa lọt lòng mà đi trên bước hoa sen, tượng trưng cho một con người có một tâm hồn rất là còn rất là thanh thản, non trẻ nhưng mà rất là trí tuệ. Hoa sen tượng trưng cho sự giải thoát, đi vào cuộc đời này nhưng mà không có ô nhiễm, đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại vậy. Vậy thì chúng ta hãy noi gương Phật để học hỏi và tìm hiểu thêm, để ứng dụng vào đời sống, để hạnh phúc tràn đầy trong cuộc sống cho mình và cho tha nhân nhé. A Di Đà Phật. Chúc các em, các bác, các anh chị một mùa Phật đản đầy an lành, vui vẻ và vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Đặng Thế Luân xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Em chào chị. Ngày hôm nay Đặng Thế Luân rất là vui khi được đến với chùa Minh Đức để dự lễ Phật đản. Tại vì quý vị biết là hôm qua khi mà xuống tới đây đó thì trời mưa rất là nhiều. Thành ra sợ ngày hôm nay là trời mưa là quý vị không thể nào mà tới đây để dự lễ Phật đản chùa Minh Đức. Thành ra cũng rất là lo. Thì hy vọng là quý vị nào mà ở đây mà chưa tới chùa Minh Đức thì nên tới đây. Thì khi mà tới đây thì Luân thấy nó rất là, nó rộng lắm. Nó rộng mà rất là thoải mái, rất là thoáng. Mà đặc biệt ngày hôm nay là bữa nay là trời cũng nắng lên rồi. Thành ra rất là vui. Và Đặng Thế Luân một lần nữa cảm ơn quý vị. Và nếu quý vị nào mà chưa có dịp đến chùa Minh Đức thì hãy ghé chùa Minh Đức để mà chúng ta cùng về đây lễ Phật. Và chúng ta tu học ở đây cũng được. Tại vì thầy ở đây rất là dễ thương. Cảm ơn quý vị, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Tủ Linh tường trình từ Greensboro, North Carolina. Xin kính chào quý vị.